Hôm nay cộng đồng DBS sẽ đến với chúng ta đọc cuốn sách The Magic và đọc ngày thứ 17, tấm séc nhiệm màu. Các anh chị có sách thì các anh chị hãy mở trang 163 ra. Trang 163 có là trước mặt chưa ạ? Trong vũ trụ nhiệm màu, không có sự tình cờ, cũng chẳng có sự ngẫu nhiên. Bất cứ điều gì xảy ra cũng là do mong muốn của ai đó. Khi bạn hướng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn về một tình huống tiêu cực nào đó, thì một tình huống mới sẽ được tạo nên. Điều này có nghĩa là khi bạn đặt bản thân vào trạng thái biết ơn tiền bạc, chứ không phải là cảm giác thiếu thốn, thì một tình huống mới sẽ được tạo ra, xóa bỏ tình trạng thiếu thốn ấy, thay thế bằng một tình huống với nhiều tiền hơn. Tất cả những cảm xúc tiêu cực về tiền bạc sẽ đẩy tiền của mình ra xa và giảm lượng tiền của bạn có được trong cuộc sống. Cứ mỗi khi mà bạn cảm thấy tồi tệ về tiền bạc, tiền của bạn sẽ giảm đi một chút. Nếu bạn có những cái cảm xúc như là ghen tị, thất vọng hay đơn giản là lo lắng, sợ hãi về tiền bạc, bạn không thể nhận thêm được. Theo quy luật hấp dẫn, những thứ giống nhau sẽ hút nhau. Vậy nên nếu thất vọng vì không đủ tiền, bạn sẽ thu hút thêm nhiều tình huống khiến cho bạn thất vọng. Hơn nữa, nếu lo lắng về tiền bạc, bạn sẽ nhận được thêm nhiều tình huống khiến bạn lo lắng về tiền. Nếu như sợ hãi vì thiếu tiền thì bạn sẽ nhận được nhiều tình huống khiến cho bạn sợ hãi hơn nữa. Có thể rất khó khăn, nhưng mà bạn phải lờ đi tình trạng thiếu tiền hiện tại. Và lòng biết ơn là phương pháp chắc chắn nhất để làm được điều đó. Bạn không thể biết ơn tiền bạc và thất vọng về nó cùng một lúc được. Bạn không thể có ý nghĩ biết ơn và lo lắng cùng một lúc. Không thể vừa biết ơn vừa sợ hãi. Khi mà tiền bạc, bạn không chỉ chấm dứt những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực vốn đang ngăn chặn tiền bạc của bạn. Bạn còn đang thực hiện mọi thứ cần thiết để mang tiền về với mình. Chúng ta hiểu phần này như thế nào? Có nghĩa là theo một cái quy luật, đó là luật hấp dẫn, khi mà chúng ta nghĩ cái gì nhiều quá thì cái đấy nó sẽ đến với mình. Thế thì về vấn đề tiền bạc thì chắc hẳn là trong chúng ta rất là nhiều anh chị cũng đã ít hoặc là nhiều lần, ít khi hoặc là thường xuyên cảm thấy là khi mình tiêu một cái số tiền gì quá lớn, mình phải thanh toán một cái đơn hàng lớn này, mình phải mua một cái món đồ gì, hay mình phải đóng học cho con, hay mình phải chi trả một cái hóa đơn nào đấy, thì rất khó khăn để mình cảm thấy vui vẻ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta bị mất, tại vì tiêu đi mà chuyển đi thì mình phải cảm thấy là nó hao hụt đi, và bắt đầu nó ảnh hưởng đến cái số tiền của những cái chi tiêu khác, và chúng ta thấy là nó chưa đủ, nó không đủ, số tiền còn ít so với cái nhu cầu mà mình tiêu đi, thì ta sẽ cảm thấy cái năng lượng lúc đấy ta cảm thấy thế nào? Nó tiêu cực lắm, nó lo lắng. Đơn thuần ở đây là chỉ là đơn giản là sự lo lắng thôi. Lo lắng, sợ hãi là không đủ để chi trả chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đấy nó sẽ thu hút thêm những cái điều tương tự như vậy về với mình. Thì rất khó khăn. Ở đây tác giả có nói là thế để làm sao để chúng ta thoát khỏi cái suy nghĩ đấy. Bởi vì suy nghĩ đấy nó không tạo ra tiền cho mình, mà nó lại vô tình làm cho mình có cái những cái năng lượng rất thấp. Và năng lượng thấp thì không thể nào thu hút tiền bạc được. Chúng ta không thể có nhiều tiền hơn với một cái tâm trạng như vậy. Làm ăn nó rất là khó khăn với một cái tâm trạng thường xuyên lo lắng. Nói đơn giản để chúng ta cảm nhận được, đó là gặp khách hàng mà chúng ta lại lo lắng là trời ơi tiền mình đang hết. Nếu mà mình bán được hàng cho cái người này thì mình lại có nhiều tiền hơn, thì rất là tốt. Mà nếu không bán được thì rất là khó khăn, ngày hôm nay sẽ không có tiền.
Thì với một tâm trạng như vậy đi gặp khách hàng thì khách hàng có thể nào ủng hộ chúng ta không ạ? Rất khó khăn để giúp đỡ khách hàng lúc đấy, bởi vì chúng ta đang rất là mong cầu lợi ích của chúng ta, lo lắng, chúng ta sợ hãi vì chúng ta không có tiền. Thế thì làm thế nào để chúng ta nhanh chóng chúng ta thoát ra khỏi những cái suy nghĩ này? Suy nghĩ thì chắc chắn phải có cảm xúc, lo lắng, sợ hãi, nó phải có rồi đấy, bởi vì nó là một cái thói quen. Thế nhưng khi làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi những cái đấy? Chúng ta không thể phủ nhận được, không thể nào tôi đang rất lo lắng về tiền bạc mà tôi lại nghĩ là tôi rất hạnh phúc, tôi rất là vui vẻ ngay lập tức, vừa lo lắng vừa vui vẻ, rất khó nếu chúng ta không có phương pháp. Thế thì ở đây tác giả cho mình một cái phương pháp rất là dễ. Đang rất là ít tiền, khó khăn về tiền bạc, thì cái cách để chúng ta làm đó là chúng ta hãy biết ơn. Chúng ta thực hành cái điều biết ơn. Thì tiếp theo tác giả sẽ cho mình biết cách làm như thế nào nhé. Bạn vốn đã thực thi lòng biết ơn, vì có vậy thì bạn mới đã nhận được những cái số tiền như bạn đang có. Vậy nên trước khi sử dụng tiền, sức mạnh, nhiệm màu của lòng biết ơn để có được số tiền mình muốn, bạn cần hiểu được những cách thức mà tiền bạc, sự giàu có tìm đến với bạn. Bởi vì nếu bạn không biết ơn thì mỗi khi nhận được tiền, bạn sẽ ngăn chặn dòng chảy tiền bạc đến với mình. Tiền bạc có thể đến với bạn thông qua việc nhận được những tấm séc đột xuất, được tăng lương, trúng xổ số, hoàn thuế hoặc một món quà bất ngờ từ ai đó. Tiền bạc của bạn cũng gia tăng khi mà người nào đó mua giúp bạn cà phê, bữa trưa, bữa tối. Khi bạn chuẩn bị bỏ tiền ra để mua chúng thì có người mua cho bạn. Đó cũng có thể là món hàng được giảm giá mà bạn tìm thấy, một cam kết hoàn tiền khi mua hàng, hoặc khi có người tặng món đồ mà bạn đang cần. Kết quả cuối cùng trong mỗi tình huống này là bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Vậy nên khi một tình huống xảy ra, hãy hỏi là tình huống này có khiến tôi nhiều tiền hơn không? Nếu mà câu trả lời là có thì hãy biết ơn rất là nhiều với cái khoản khoản tiền mà mình nhận được thông qua cái tình huống đó nhé. Nếu bạn nói với một người bạn về món đồ mình sắp mua và người bạn đó đề nghị là cho bạn mượn này, hoặc là tặng cho bạn cái món đồ đấy, thì hoặc là bạn đang lên kế hoạch đi du lịch, tình cờ có một cái chương trình khuyến mại hấp dẫn, hoặc là ngân hàng của bạn giảm lãi suất vay tiền, cung cấp nhà một nhà cung cấp mang đến gói dịch vụ tốt hơn nhiều, thì tiền của bạn cũng sẽ được gia tăng thông qua việc tiết kiệm chi phí. Giờ thì bạn đã tưởng tượng ra vô vàn cách mà mình nhận được tiền chưa? Ngày hôm qua chúng ta đều được nhận tiền đấy. Mọi người có biết không ạ? Mọi người có biết là hôm qua chúng ta đều được nhận tiền không ạ? Thông qua chương trình du lịch của công ty Oriflame, chuyển địa điểm từ Hàn Quốc chuyển sang đâu ạ? Chuyển sang đâu? Chúng ta có thể trả lời vào phần chat box đúng không ạ? Công ty Oriflame đã quyết định chuyển từ cho chúng ta du lịch Hàn Quốc chuyển sang du lịch ở tại Tây Ban Nha. Và điều này thì có ý nghĩa gì? Tại sao phải biết ơn điều này? Tại sao chúng ta phải cảm ơn vì chúng ta được nhận thêm tiền với tình huống này? Đố mọi người biết. Ở đây nó rất hấp dẫn, nó rất hay này. Nếu như chúng ta thực hành lòng biết ơn thường xuyên ấy, thì tất cả những cái thứ chúng ta nhận được nó sẽ nhiều hơn rất nhiều. Đó là gì? Nếu như chúng ta đi du lịch Hàn Quốc á, thì chi phí đi du lịch Hàn Quốc, thứ nhất là chi phí nó sẽ thấp hơn, thứ hai là thủ tục đi Hàn Quốc nó dễ hơn đi châu Âu nhiều, và số lượng người Việt Nam quan trọng này, số lượng người Việt Nam đi Hàn Quốc nhiều hơn rất 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 nhiều so với số lượng người đi châu Âu. Trang có gia đình là một gia đình bên ngoại rất là giàu có, gia đình một người anh rất là giàu, một người bác rất là giàu, thì cả gia đình tổ chức đi Hàn Quốc, đưa bố mẹ rồi đưa anh chị em con cháu gì đi Hàn Quốc một chùm đi luôn. Nhưng thử coi đưa một chùm đó sang châu Âu đi nổi không? Đi không nổi đâu. Cái thứ nhất đó.
là visa nó khó khăn hơn nhiều. Thủ tục để được cấp phép để sang châu Âu khó khăn hơn nhiều. Cái thứ hai là một vé để đi được châu Âu. Tương tự đi cùng số ngày một tuần như vậy đi Hàn Quốc thì rẻ hơn đi châu Âu nhiều. Chăng khổ chăng chăng không biết, có thể là cùng là chất lượng 5 sao, nhưng nếu 5 sao ở Hàn Quốc thì sẽ nó không nó sẽ không có nhiều tiền như là 5 sao ở châu Âu. Và ở những cái chuyến đi như vậy, đặc biệt quan trọng là chúng ta là những nhà kinh doanh, chúng ta kinh doanh với Oriflame, chúng ta được mời đi. Và chúng ta được mời đi như vậy thì dễ dàng hơn so với việc là cá nhân mà đi du lịch ở châu Âu cho gia đình, hoặc là tự bản thân đi du lịch ở châu Âu rất nhiều, dễ hơn về mọi mặt. Thế nên cái vé mà đi châu Âu nó giá trị hơn cái vé mà đi Hàn Quốc nhiều. Mọi người có cảm nhận được cái điều này không ạ? Thế thì có phải là chúng ta có nhiều tiền hơn không ạ? Nếu như chúng ta có tiền, chúng ta đi Hàn Quốc nó dễ lắm, dễ hơn so với việc chúng ta đi châu Âu nhiều. Thế bây giờ tự nhiên thay vì đi Hàn Quốc, chúng ta được đi châu Âu xịn sò hơn không? Và cái thương hiệu của mình ấy, nó lớn hơn rất là nhiều so với việc là mình được chuyển tới Tây Ban Nha mình đi. Chúng ta đi xa hơn, chúng ta được nhiều giá trị hơn mọi người. Thế nên là hãy biết ơn với cái số tiền mà ngày hôm qua chúng ta cùng được nhận nha mọi người nha. Chúng ta hãy comment lên đây là rất là biết ơn vì tôi nhận được nhiều tiền hơn với vé đi Tây Ban Nha đi ạ. Và làm sao để chúng ta nhận được vé đi Tây Ban Nha thì chúng ta hãy đọc tiếp nhé. Khả năng cao là bạn đã từng trải qua những cái tình huống này rồi, và bất kể khi ấy bạn có nhận ra không, khi chúng ta xảy ra khi chúng mà khi chúng xảy ra là vì bạn đã thu hút chúng. Nhưng một khi lòng biết ơn đã trở thành bản chất của bạn, bạn sẽ thu hút những tình huống kỳ diệu ấy mọi lúc mọi nơi. Nhiều người gọi đó là vận may, nhưng đó không phải là vận may mà đó là quy luật của vũ trụ. Bất cứ tình huống nào khiến cho bạn có nhiều tiền hơn hoặc nhận được điều gì đó bạn vốn phải bỏ tiền ra mua, tất cả là kết quả của lòng biết ơn của bạn. Bạn sẽ cảm nhận thấy rất là vui khi mà mình biết mình làm được điều ấy. Và khi kết hợp niềm vui đó với lòng biết ơn, bạn sẽ tạo ra một lực hút thật sự liên tục, thu hút thêm nhiều sự đủ đầy hơn nữa. Trang nghĩ là ngày hôm qua cái quyết định, cái thông báo của công ty về việc chúng ta có vé đi Tây Ban Nha, có cơ hội được đi Tây Ban Nha, nó không phải là do một hai người nào đó tác động, do một nhân vật nào đó tác động đến tập đoàn, đến vũ trụ để chúng ta chuyển địa điểm đi như vậy đâu, mà do là nhà phân phối ở khắp nơi, tại vì đó là hội nghị Gold Conference, là hội nghị của toàn cầu. Cho nên là cái sự mong muốn của quá nhiều nhà phân phối trên toàn cầu là mong muốn đến châu Âu, nên là vũ trụ đã đáp lại, đó là được đi châu Âu, chứ không phải chỉ một vài người nào đó. Nó chỉ là thêm vào thôi. Và đây là quy luật của vũ trụ, đó là quy luật của lòng biết ơn, quy luật của luật hấp dẫn, là khi chúng ta quá mong muốn thì được hồi đáp. Và Trang thêm một thông tin như này cho các anh chị tưởng tượng được cái vé đi châu Âu nó giá trị như thế nào. Người em họ của mình chưa lập gia đình và cuộc sống của bạn là cống hiến cho ngành du lịch. Bạn đi làm rất là nhiều tiền và tiền bao nhiêu bạn đưa hết vào vào ngành du lịch, bạn mua tour hay bạn đi các thể loại. Nhưng bạn có một điều bạn thốt ra với Trang là em có một ước mơ đi khắp các nơi Đông Âu, rồi đi châu Á, rồi đi đủ các thể loại rồi, rất nhiều nước rồi. Nhưng bạn thốt ra với mình một câu đó là em có một điều ước mà em chưa làm được, đó là em đặt chân đến châu Âu.
dân đi châu Âu chuyên nghiệp luôn, bạn tiếng Anh tiếng Trung bạn rất giỏi, bạn có thể đi bụi được luôn, bạn tự đi được, bạn có thể kết hợp với những người bạn khác để đi được, nhưng chưa đặt chân đến châu Âu được. Thế chúng ta mọi người, Trang cũng không dành tiếng Anh mà Trang cũng không dành tiếng Trung gì hết á, nhưng mà Trang đã đặt chân được tới châu Âu rồi và sắp tới sẽ đặt chân tới châu Âu tiếp cùng với những người đồng hành của mình. Mọi người thấy tuyệt vời không? Giá trị vô cùng. Thế nhá. Lại biết ơn đi ạ. Biết ơn vì số tiền ngày hôm qua tôi được nhận với tấm vé đi Tây Ban Nha. Khi đến Mỹ vài năm trước thì tôi chỉ có 2 chiếc vali, và khi tác giả kể là 2 chiếc vali và trong ra trong nhà, trong cái nhà ở của tác giả không có cái đồ vật gì hết, thậm chí cái bàn cái ghế nó cũng khó khăn, nó chỉ có cái chiếc nĩa này, chiếc đĩa này, những cái vật dụng rất là thô sơ, xe thì không có. Một cuộc sống thực sự là theo cái nghĩa bình thường của chúng ta nó là rất khó khăn, không có cái gì cả ngoài chiếc máy tính để làm việc. Và nhưng tác giả khác với những người khác, đó là nhìn vào những cái sự thiếu thốn, mà tác giả chỉ tập trung nhìn vào những cái đủ đầy. Tác giả biết ơn chiếc bàn, chiếc ghế biết mà mình đang được sử dụng, biết ơn chiếc máy tính này, biết ơn chiếc dao, chiếc nĩa mà mình đang có, những vật dụng rất là đơn giản, và biết ơn chiếc taxi ở bên đường mỗi khi mà mình muốn đi, có người chở mình đi. Và liên tục biết ơn như vậy thì tác giả đã nhận được, đó là tác giả có một người bạn đã cho tác giả mượn cả tài xế và cả chiếc xe của người đấy trong vài tháng. Và từ một cái người mà chẳng có cái gì trong tay cả, tự nhiên có tài xế riêng, tự nhiên có chiếc xe riêng để sử dụng. Và tác giả thấy quá diệu kỳ, đó là mọi thứ nó thay đổi quá là nhanh nhờ vào việc là tác giả chỉ tập trung vào những cái điều tích cực. Và có lẽ là cái năng lượng biết ơn tích cực trong con người của tác giả nó nhiều, cho nên nó thu hút được cái điều đấy. Còn nếu một con người ủ dột và một con người chỉ thấy khó khăn, thấy trắc trở đủ thứ, thì có lẽ là người ta cũng không dám cho mình mượn xe. Vì sao? Cho mượn xe đi cầm mất thì sao? Đúng ạ. Ok, tiếp nha. Phương pháp nhiệm màu về tiền bạc ngày hôm nay là phương pháp mang lại kết quả phi thường cho rất nhiều người. Ở cuối phần này thì chúng ta sẽ nhận được một cái tấm séc, một cái hình mẫu làm sao để chúng ta thực hành ha. Thì khi chúng ta được nhận cái tờ séc đấy thì chúng ta hãy làm những cái điều như sau: ghi số tiền cụ thể chúng ta cần mua cái thứ gì mà chúng ta cần thực sự chúng ta muốn. Bởi vì mà bạn sẽ cảm thấy biết ơn nhiều hơn khi mà mình sẽ dùng cái số tiền đấy vào việc gì. Tiền bạc nên nên nhớ điều này rất đúng. Tiền bạc chỉ là công cụ, nó không phải là mục đích cuối cùng đâu ạ. Vậy nên là nếu mà bạn chỉ nghĩ đến tiền một cách đơn thuần thì lòng biết ơn sẽ không thể nhiều được. Khi mà tưởng tượng về việc có được cái thứ mà mình thật sự muốn, làm được cái điều mình thật sự muốn làm, bạn sẽ cảm thấy biết ơn rất nhiều so với việc chỉ nghĩ đến tiền đơn thuần. Điều này hiểu như thế nào? Ví dụ mình đang muốn cho con mình học một cái khóa học nào đấy, hoặc cho con mình những cái điều gì tốt đẹp đó, hoặc dành cái điều gì tốt đẹp cho cha mẹ mình, thay đổi nơi ở cho bố mẹ chẳng hạn, hoặc là chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ tốt hơn chẳng hạn. Chúng ta đang muốn, rất là muốn những cái điều đấy thì chúng ta cần phải có gì ạ? Có tiền chúng ta mới làm được cái điều đấy. Thế thì thay vì chúng ta chỉ nghĩ đến là bây giờ tôi ước tôi thu nhập 20 triệu, 50 triệu một tháng, 100 triệu một tháng, nếu chúng ta chỉ cầm cái tấm séc trên tay và chúng ta nhìn cái con số tiền đấy không thôi, thì nó chúng ta chỉ nhìn công cụ thôi, chúng ta không nhìn được cái mục đích sống của chúng ta. Tiền nó chỉ là công cụ, nó không phải là mục đích sống. Phương tiện, nó là cái phương tiện để đạt được cái mục đích đấy. Thì chúng ta phải nghĩ tới cái việc à, khi con mình nó có được cái điều đấy thì nó sung sướng, mình sung sướng như thế nào. Khi cha mẹ mình được chăm sóc sức khỏe tốt, không bệnh tật nữa thì mình cảm thấy sung sướng như thế nào. Chúng ta hãy nghĩ về những cái điều đấy khi chúng ta cầm cái tấm séc đó trên tay thì nó mới hiệu quả được. Còn nếu chúng ta chỉ cầm và nhìn cái số tiền đấy thì số tiền đấy nó cũng chỉ là một cái tờ giấy bình thường thôi, nó không có tác dụng nhiều.
Và nếu mà muốn thì có thể chia nhỏ cái số tiền mà chúng ta mong muốn ra thành những cái mức mà chúng ta dễ đạt được. Thì đây là một cái gợi ý của tác giả ha. Khi mà bạn điền cái thông tin vào cái tấm séc này thì hãy nghĩ về cái điều mà bạn muốn có được cái số tiền đấy. Quan trọng này, hãy vẽ một cái bức tranh trong đầu, hình dung bạn dùng cái số tiền đó để sở hữu thứ mình muốn, cảm thấy tự hào, cảm thấy rất là hào hứng, biết ơn nhiều nhất có thể, tưởng tượng, hình dung, tự hào về cái điều mình có, về cái điều mình đang mong muốn và biết ơn là mình đã có nó. Thì đấy là một cái sự tưởng tượng chúng ta cần luyện tập ha. Có thể là bạn muốn có tiền mua một đôi giày mới, vân vân, rất là nhiều cái điều mà chúng ta cần. Thì chúng ta hãy cảm nhận niềm vui và lòng biết ơn như là bạn đã có được chúng rồi. Sau khi hoàn thành các cái bước này thì hãy đem cái tấm séc màu của mình đến nơi mình thường xuyên nhìn thấy, ít nhất là 2 lần trong ngày, cầm cái tấm séc ấy lên trong tay, hình dung bản thân đang cầm cái số tiền, dùng số tiền ấy để làm điều mình muốn, cảm nhận lòng biết ơn và sự phấn khởi càng nhiều càng tốt, như thể là bạn đang thật sự có được chúng. Nếu muốn, bạn có thể thực hiện thêm nhiều lần trong ngày cũng như các cái phương pháp khác. Việc thực hiện những điều này nhiều lần là không bao giờ thừa cả. Vào cuối ngày thì đặt ở vị trí cũ cả và nhìn thấy nơi mà mình có thể nhìn thấy hàng ngày, trên tủ lạnh hoặc là trên bàn làm việc, vân vân, trong xe đó. Và bất cứ khi nào nhìn thấy thì hãy cảm nhận nhé, như thể mình đã có số tiền đó rồi, cảm thấy lòng biết ơn vì bây giờ bạn đã có thể sở hữu và hay là làm cái điều mình muốn. Khi nhận được số tiền đã viết trên ở trong cái tấm séc nhiệm màu, thì khi nhận được thì bạn dùng cái số tiền đấy để mua hay bằng cách nào khác, hãy thay tấm séc ấy bằng một cái tấm séc khác, tức là nâng cấp nó lên. Và bạn muốn dùng cái số tiền đấy tiếp tục thực hiện trong cái thời gian bao lâu thì tùy bạn. Và sau đây là phương pháp thực thi. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thực hiện viết ra 10 điều hạnh phúc giống như bài tập 11. Cái thứ hai là điền vào tấm séc nhiệm màu số tiền chúng ta muốn nhận cùng với tên và ngày chúng ta điền vào đó. Cầm cái tấm séc nhiệm màu ở trong tay và chúng ta tưởng tượng ra việc dùng số tiền đó để mua hoặc làm thứ mà mình muốn, cảm nhận về niềm vui, lòng biết ơn như thể bạn đã có được nó rồi. Ngày hôm nay hãy đem tấm séc nhiệm màu hoặc để nó ở nơi thường xuyên nhìn thấy ít nhất 2 lần trong ngày. Hãy cầm cái tấm séc đó trên tay và hình dung và hãy cảm nhận cái điều mà mình biết ơn và đã có được chúng, đang thật sự là có được chúng. Cuối ngày thì chúng ta hãy nhìn vào cái tấm séc đó, viết lại cái số tiền. Còn nếu mà chúng ta đạt được rồi, chúng ta sẽ viết lại số tiền khác và cứ tiếp tục như vậy thực hiện. Cuối cùng là chúng ta hãy cầm hòn đá nhiệm màu và chúng ta thực hành lòng biết ơn với những cái điều tốt đẹp nhất xảy ra trong ngày hôm đấy. Thì trên hình là cái tấm séc, cái mẫu của tấm séc, thì các anh chị có thể chụp hình lại cái phần này. Chụp hình lại cái mẫu của tấm séc này và ghi càng giống như thế này thì càng tốt. Chúng ta ghi ra và chúng ta điền những cái phần còn trống ở đây. Sau đấy thì chúng ta sẽ cầm nó lên ngày 2 lần ít nhất. Chúng ta cảm nhận về cái việc của chúng ta đang có được nó. Cảm nhận cái điều tuyệt vời đó, đang có được nó. Thì có một cái điều mà Trang học được từ người thầy của Trang, đó là cái việc á, sau này Trang mới biết, chứ cái lúc mà lần đầu tiên Trang học với cái chương này ấy, Trang chẳng chẳng cảm nhận gì được nhiều hết. Nghe đọc đọc như này cũng không có cảm nhận được nhiều lắm. Nhưng mà sau khi mà mình làm không được á, thì mình nghe thầy mình chia sẻ, thì mình mới thấy thầy nói như thế này này. Cái việc mà mình viết, chép cái này ra, viết cái số tiền vào cái tờ này á, nó không tạo ra tiền. Cái việc mình cầm tờ đó lên, mình nhìn nó hàng ngày, mình cảm nhận nó hàng ngày, nó cũng chưa có tiền, nó cũng chưa
nó không có, mình không có được nhận tiền từ cái việc đó trực tiếp. Thế tuy nhiên là nó có một cái nguyên lý khoa học về não bộ như thế này. Ở đây dành cái phần này dành cho những ai mà khó tưởng tượng. Giống như Trang trước đây, Trang rất khó để hình dung và tưởng tượng. Vì sao? Vì mình đã không được rèn luyện cái đó và mình bị mất cái đó từ cái lúc mình còn nhỏ. Lúc còn nhỏ tuổi thần tiên ước ao và khát khao rất nhiều đúng không? Sau đó lớn lên thì nhiều thứ nó làm cho mình cảm thấy là ước mơ khát khao nó bị mất đi dần dần. Cái sự hình dung tưởng tượng nó không nhiều nữa. Và Trang rất khó khăn khi Trang tiếp cận với cái cuốn sách này. Thì đến cái phần này này thì mình cũng thấy là Trang cũng đã viết rồi, cũng đã gắn lên tường rồi, nhưng mình không hiểu được cái nguyên lý mà thầy nói, cho nên là mình không làm được. Thì cái nguyên lý đó như sau. Nguyên lý về não bộ là như sau. Đó là khi mà chúng ta không viết cái tờ này ra, không cầm, không thực hành cái bài trong cái ngày này thường xuyên, thì chúng ta cũng đâu có mất đồng nào đâu. Nhưng nó có một cái điều đằng sau đó là vì sao chúng ta vẫn mãi thu nhập 10 triệu, 5 triệu, 10 triệu, thậm chí chưa được 10 triệu, hoặc là 20 triệu, hoặc là 30 triệu. Tại sao mà chúng ta vẫn mãi với cái số thu nhập đấy chúng ta chưa tăng được? Nó phải có lý do, và chúng ta tìm được cái lý do đấy thì chúng ta mới tăng được thu nhập cho chúng ta. Thì cái lý do đó là gì? Chúng ta quen với sự an toàn. Vì chúng ta ở cái mức tiền thu nhập đấy thì chúng ta không phải làm những cái việc nó lạ, chưa bao giờ phải làm. Chúng ta làm những công việc quen thuộc, chúng ta nghĩ những cái điều quen thuộc, chúng ta có những cái thói quen quen thuộc, làm những cái việc quen thuộc quá rồi, nên những cái việc đấy nó cho những cái giá trị tương ứng với cái số tiền mình đang có ở trong túi. Hàng tháng mình nhận được á, là mình nhận được tương ứng với cái giá trị mình cho đi thị trường. Và cứ để ý xem bao nhiêu tháng rồi chúng ta có cái thay đổi gì nhiều không? Trong công việc, trong tư duy, trong mọi thứ, mình trong hành động hàng ngày, mình có cái gì thay đổi nhiều so với tháng trước và năm trước không? Nếu không có gì thay đổi, có nghĩa là mình đã quá quen với quen thuộc và cảm thấy an toàn với mỗi ngày như vậy. Và chúng ta không có nhu cầu nhiều quá, không cảm thấy bức thiết là phải thay đổi những cái đó và mở rộng cái vùng thoải mái ra cho mình. Cho nên là vẫn hành động đấy, vẫn tư duy đấy, thì vẫn cái mức thu nhập đấy, cho đến khi nào mình thay đổi thì thôi. Thế thì nếu như chúng ta không có một cái phương pháp mới thì chúng ta không thay đổi được cái thói quen đó. Thì đây là một cái cách rất là đơn giản mà chúng ta có thể thay đổi. Cứ nhìn vào cái số tiền đấy, cảm nhận về cái mà điều hình dung về khi có số tiền này thì tôi làm được cái gì. Ngày nào cũng làm cái việc đấy, ngày nào cũng làm cái việc đấy. Thì nó có một cái kết quả cho mình, đó là mình sẽ chán với cái những cái mức thu nhập cũ. Mình không chịu nổi với thu nhập cũ nữa. Mình sẽ được hấp dẫn nhiều hơn với cái mức thu nhập mới. Và mình sẽ chán với những cái thói quen cũ. Mình sẽ dễ hơn, có mục tiêu rõ ràng hơn, có động lực hơn để mình tập những cái thói quen mới. Ví dụ như thói quen một ngày tiếp xúc với 3 hay hoặc 5 khách hàng hoặc 10 khách hàng, hoặc thói quen chúng ta chưa xây được kênh, chưa xây được kênh để làm marketing. Chúng ta quá quen với những cái công việc cũ rồi, mặc dù chúng ta biết nó không ổn, nhưng mà nó đang tạm ổn với mình. Và khi mình phải thay đổi những cái thói quen đấy thì mình cảm thấy nó hơi bất ổn, nó hơi khó chịu. Khi mình phải làm những cái việc mới thì nó khó mà. Thế thì nhưng mà cái việc mới nó mới cho mình thu nhập mới. Thói quen cũ nó cho mình thu nhập cũ. Thế thì khi mà mình nhìn vào cái tờ tiền mà mình tự viết cho mình, tờ séc này, mình tự viết cho mình, thì mình sẽ nhanh chóng mình rời bỏ cái mức thu nhập cũ để mình tập trung vào cái mục tiêu với thu nhập mới. Còn không là lâu lâu mình mới nhớ tới, thì cái thói quen nó sẽ chiến thắng cái lý trí của mình. Một cái ví dụ rõ hơn nữa là
có hai cái cuộc đua. Một cái cuộc đua là 5 km, chạy marathon 5 km, và một cuộc đua nữa là 10 km hoặc là 40, 42 km. Thì mình thông thường mọi người sẽ chọn cái cuộc đua là 5 đến 10 km cho nó dễ. Còn cuộc đua 42 km chạy marathon nhìn vào là đã thấy ớn, thì người ta sẽ không chọn cái cuộc đua 42 km. Thì km, cái cuộc đua marathon này nó cũng giống như cái việc anh chị đang có thu nhập 10 triệu mà các anh chị nâng lên 100 triệu, nó giống vậy ấy. Tại sao mà mình mãi mình không có thu nhập 100 triệu hoặc 50 triệu hoặc 30 triệu? Vì mình không tham gia vào cái cuộc đua chạy marathon 42 km thì không bao giờ mình có được huy chương của 42 km. Mà cùng lắm, cố lắm thì mình cũng chỉ có huy chương dành cho cuộc đua 5 km hoặc 10 km thôi. Mình sợ là mình làm không nổi, mình sợ mình chạy không tới đích. Cho nên là mình không thể nào mình đạt cả đời, sống hết cuộc đời không bao giờ có được cái huy chương chạy 42 km được. Và cả đời không bao giờ có thu nhập được 50 triệu hoặc 100 triệu một tháng được. Vì đơn giản là mình không tham gia vào cái cuộc đua đấy. Mình không quyết định tham gia vào cái cuộc đua đấy. Mình không quyết định tham gia vào việc là làm sao để có thu nhập 50 triệu một tháng. Nghĩ còn chưa dám nghĩ thì không, cái gì nó không có trong đầu, nó không có trên tay được. Nó đơn giản như vậy thôi ạ. Đấy là nguyên lý về não bộ cho chúng ta hình dung, cho chúng ta cảm thấy thích thú và cho chúng ta cảm thấy quen thuộc, và chúng ta nhanh chóng chúng ta rời bỏ cái cuộc đua cũ, và chúng ta nhanh chóng để chúng ta bước chân vào hướng với một cái vạch đích của cuộc đua mới. Nó đơn giản là như vậy thôi. À, rất cảm ơn các anh chị đã lắng nghe buổi chia sẻ đọc sách ngày hôm nay của DBS. Sau đây thì Trang sẽ mở mic cho mọi người. Một là mọi người có chia sẻ, hai là mọi người có thể đặt các cái câu hỏi á. Chúng ta có thể đặt các câu hỏi. Anh chị có cảm thấy là cái phần chia sẻ vừa rồi nó có dễ hiểu không ạ? Quá tuyệt Mời các anh vời. chị giơ tay ha. Rất là hay, cảm ơn Trang. Thực sự là mình còn đang đọc để mình còn nốt lại. Mình thích cái phần này quá. Tức là mình chia sẻ tí nha, trong khi chờ đợi mọi người Vâng ạ, em mời ha. chị. Mình đang đọc đến phần này. Khả năng cao là bạn đã từng trải qua những tình huống này, và bất kể khi bạn có nhận ra không thì chúng vẫn xảy ra, là vì bạn đã thu hút chúng. Nhưng một khi mà lòng biết ơn mà đã trở thành một cái bản chất của bạn đó, tức là mình thực hiện đến lúc mà lòng biết ơn nó trở thành cái bản chất, thì bạn sẽ thu hút những cái tình huống kỳ diệu ấy trong mọi lúc mọi nơi. Nhiều người gọi nó là vận may, nhưng đó không phải là vận may mà đó là quy luật của vũ trụ. Hay quá. Cảm ơn Trang, rất là tuyệt vời. Và cảm ơn tấm sét của Trang. Hôm nay mình về mình sẽ thực hành những điều vô cùng đơn giản. Thế nhưng mà nó lại đem lại tiền bạc và sự giàu có. Thế là cảm ơn tấm sét Tây Ban Nha. Trang đã truyền cảm hứng, giờ mình đã hiểu hôm qua là nhận được thông tin mà vui quá chừng luôn. Thì trong cộng đồng chúng ta, đây là chúng ta đang đây nó đúng trong cái chương sách mà Trang đọc ngày hôm nay. Chúng ta biết ơn về mọi thứ như vậy, thì khi mà được được cái giá trị này thì chúng ta càng biết ơn nhiều hơn, thì chúng ta biết ơn, chúng ta tập trung vào nó thì chúng ta sẽ đạt được nó trong tầm tay. Quá tuyệt vời. Thật ra thì đúng là quyển sách này thật ra rất là kỳ diệu. Mình vẫn chưa thực sự mà nghiêm túc làm được tất cả những điều trong cuốn sách này nói. Thật sự đây là nghiêm túc mà nói, mà thấy là càng ngày càng thấy nó giá trị, và mình làm chậm trễ bao nhiêu thì mình sẽ giảm ít may mắn bấy nhiêu. Cho nên cả nhà mình ai mà chưa có cuốn sách này mua về và cùng đọc mỗi ngày, cùng thực hiện, thì
mọi điều may mắn sẽ đến cuộc đời bạn. Đúng là kỳ diệu, đúng là phép màu. Chị hết, mời Hoài. Cảm ơn bà trợ thủy. Em xin mời chị Hoài. Em xin chào cả nhà. Thì hôm nay Hoài chia sẻ một chút xíu về cái lòng biết ơn đối với tiền bạc. Thì như cái thời gian vừa trước á, là công ty Allframe là có đặt ra cái điều kiện là sau khi mà các bạn về 21% thì với 300, tức là với cái số tiền mà tức là với cái số BB cá nhân mà bạn nhận được là từ 500 điểm trở lên thì bạn sẽ nhận được cái số tiền là 4,5 triệu. Và công ty hỗ trợ cho mình cái số tiền đấy. Nhưng mà với một điều kiện là mình phải đóng cái tiền trước cho công ty ấy cả nhà. Đóng tiền trước cho công ty thì khi mà mình học xong thì mình sẽ được nhận, tức là sẽ được nhận cái số tiền đấy. Thì có một cái tình huống như thế này, và Hoài cũng đã gặp cái tình huống như thế này. Tức là sau khi mà thi xong, sau khi mà thi cái khóa học dinh dưỡng xong thì công ty chuyển trả cho mỗi nhà phân phối tương ứng với cái số tiền mà tương ứng với cái điểm số BB bạn nhận được. Ví dụ là bạn đạt 500 điểm cá nhân thì bạn sẽ nhận được số tiền tương ứng là 1,500,000. 750 điểm cá nhân thì bạn sẽ nhận được cái số tiền tương ứng là 3,000,000. Và 1,000 điểm cá nhân bạn sẽ được nhận được số tiền tương ứng là 4,500,000. Thì trước khi mà để tham gia cái khóa học này thì công ty là yêu cầu là chúng ta là đóng 6 triệu trước cho công ty để chúng ta mới được tham gia khóa học. Thì sau khi đóng như vậy thì có phải là chúng ta sẽ được học những kiến thức để chúng ta đi phục vụ cái công việc của chúng ta, đúng không ạ? Thì sau khi mà đóng xong rồi, chúng ta thi xong rồi, chúng ta lại được nhận lại, tức là được hỗ trợ với cái số tiền là 4,500,000. Thì thường thường mọi người sẽ thấy là đây không phải là cái số tiền ta nhận được, mà là cái số tiền là ta đã đóng đi rồi, đúng không ạ? Và bây giờ là ta lấy lại cái số tiền này ta đã đóng, đúng không ạ? Đấy. Thường là như thế. Và Hoài cũng bị nghĩ thế. Và sau khi nhận được cái số tiền này thì Hoài cảm thấy là rõ ràng là tiền của mình mà, có phải là tiền gì, tiền của công ty đâu. Nhưng mà sau khi mà Trang nói cho mình biết ý nghĩa là nếu như một mình thì mình không thể nào mà mình tham gia được cái khóa học này, cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là rõ ràng là cái số tiền này, cái số tiền 6 triệu mình đóng đi để mình học, mình có kiến thức rồi, coi như cái số tiền đấy là mình đã trả cho AKO rồi, tức là trả cho viên dinh dưỡng rồi, thì làm gì còn tiền của mình nữa, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta khi mà nhận được cái số tiền này là phải biết ơn, tức là biết ơn về cái số tiền này mình nhận được, bởi vì công ty là đang cho chúng ta tiền, nhưng mà mình lại không nhận ra đấy là tiền từ công ty cho. Đây là một cái tình huống mà khi mà mọi người khi thực hành lòng biết ơn sẽ thường thường sẽ bị mắc phải cái điều này. Thì đó là cái chia sẻ rất là thật. Và khi mà đọc đến cái chương sách này á, thì Hoài nhận ra rằng là tất cả những cái thứ mà mình nhận được trong cuộc sống dù rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình cũng cảm thấy là biết ơn với cái điều mình nhận được, thì mình sẽ nhận, lần sau mình sẽ nhận được nhiều hơn. Ok, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chị Hoài. Nói tới cái phần này vui phết đấy, tại vì rất 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 nhiều leader ở trong công ty Oriflame được nhận cái số tiền này. Thế nhưng mà đa phần mọi người nghĩ đó là nhận được tiền hôm đó là đa phần là đương nhiên ta đòi lại được cái số tiền mà ta đã mất, kiểu vậy. Rất là vui. Và Trang, do là Trang được học về cảm xúc với tiền bạc và Trang thực hành ấy, thì Trang đã ngay từ đầu Trang đã có cái cảm nhận đó là số tiền này là số tiền mình đóng, công ty không nhận được đồng nào, công ty không tiêu được đồng nào của mình.
công ty chỉ là người trung chuyển, chuyển hộ. Thế mà công ty khi mình nhận bằng thì công ty lại lấy tiền ở trong trong ngân khố quốc gia của công ty ra, công ty trích ra, công ty đưa lại cho mình. Thì có phải đấy là mình được nhận không? Thì mình rất biết ơn và mình đã đăng bài, có giám đốc Trâm Hà vào like trực tiếp luôn. Ok, em mời chị Liên. Ok, xin chào cả nhà. À, cái phần mà về tiền bạc á, thì Liên đã chia sẻ với cả nhà là chúng ta có 3 bài về tiền bạc trong cái cuốn sách này. Thì hai cái bài phần trước á, Liên làm rất là tốt. Còn cái phần này để viết cho mình một cái tờ xét bự thì Liên chưa có viết. Cho nên là cái mục tiêu tiền bạc của mình nó chưa có tới. Tuy nhiên á, là có rất là nhiều câu chuyện về tiền. Và cái trong thời gian mà Liên tập trung nhiều về tiền á cả nhà. Và trân trọng từng đồng tiền á, mình trân trọng từng đồng tiền nó đến với mình. Thì cả nhà biết không, y như là mình nè, giống như là cái bài hôm nay cả nhà thấy là mình muốn có số tiền như thế nào. Mình muốn là có cái số tiền mình thanh toán cho cái hóa đơn đó, thay vì mình buồn chán đúng không, mình hãy tưởng tượng là lúc mình thanh toán xong rồi thì mình nhận được cái thành quả nó như thế nào. Thì cái này mình làm rất tốt cả nhà. Mình làm rất tốt cái phần này. Cho nên hãy là thường á, là bây giờ làm, nhất là khi mà Liên đi chia sẻ wellness, cả nhà thấy đợt này Liên khoe đơn liên tục đúng không cả nhà. Mình khoe và mình được nhận rất là nhiều số tiền vì đơn giản là mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng là trời ơi, cái này mà nếu mà người ta được dùng thì nó rất là tuyệt vời và người ta sẽ đón nhận nó rất là tốt. Và khi đó thì mình sẽ giúp được cho người ta và những khoản tiền sẽ đến với mình. Thì khi mà Liên áp dụng các cái vấn đề là tưởng tượng hình dung về những khoản tiền mình được biết, mình được nhận trước đó, thì y như là mình gieo cái hạt mầm đó cả nhà. Gieo trước cái hạt mầm đó rồi. Và đến khi ấy thì đủ cái sự vui sướng, đủ cái sự mà hân hoan với nó, thì giống như mình tưới tắm cho cái hạt mầm nó của mình, để đến khi nó sẽ tự nở lên. Thì trong thời gian mà mình bị bế tắc về tiền bạc, thì đúng là khi người ta quan tâm đến cái gì thì người ta sẽ nghiên cứu về cái đó nhiều hơn, người ta sẽ tập trung vào cái đó nhiều hơn. Thì từ khi mà bản thân Liên có những lúc mà mình hết tiền ở trong túi của mình á, ngày xưa mình nói là mình nhìn ngàn mình không thèm lụm á, thì bây giờ chỉ cần 1.000, 2.000 mình cũng vuốt cho nó thẳng rồi mình cất vào nó đúng chỗ. Chờ cả nhà biết không, mình trân trọng và thậm chí đi chợ mình không để hoang phí một đồng nào. Thì từ cái lúc bắt đầu mình trân trọng tiền bạc đến như vậy, mình đi ra ngoài mình rất là kín kẽ trong việc sử dụng. Chứ trước giờ mọi người không biết đâu, Liên là người rất là thoáng khi sử dụng tiền. Liên cũng phải công nhận mình là người như vậy luôn. Nhưng mà từ bữa mình bắt đầu mình căng ke, mình xét ra cái số tiền đó có đáng để dùng hay không, rồi có cần phải dùng, có cần thiết hay không. Và con cái mỗi lần xin cái gì trước đây xin diễn chó, giờ là con phải có 3 lý do tại sao mình nên dùng số tiền đó để mua cái thứ đó. Khi không được 3 lý do chính đáng thì nghỉ nha con, khỏi mua nó đi, bởi vì nó không cần thiết với cuộc sống của con. Thì từ lúc đó cả nhà biết không, là Liên cảm thấy là tiền nó đến với mình một cách rất là dễ dàng. Bởi vì sao? Mình rất là trân trọng nó. Mình sử dụng nó đúng vào những cái mà cần thiết cho nó, chứ không phải là ném tiền qua cửa sổ. Trước đây là như vậy đó. Thì Liên mới cảm nhận được là tiền nó đến với mình một cách rất là dễ dàng. Mà thậm chí khách hàng á, cứ nằng nặc là tính tiền để thanh toán. Chứ không phải như ngày xưa. Không phải như ngày xưa, nhiều khi khách hàng mình bán hàng cho họ thì mình cứ sợ là mình bán hàng cho họ xong rồi sau đó không biết có gì không, rồi đến lúc đó là khi mà có vấn đề gì thì mình sẵn sàng mình lấy lại hàng để mình trả tiền cho họ. Ngày xưa một cái sự cam kết như vậy luôn. Còn bây giờ thì mình cũng cam kết một cách mạnh mẽ là trời, chị cứ dùng đi, đảm bảo kiểu gì nó cũng hiệu quả, đảm bảo luôn. Thì tại vì mình niềm tin của mình rất là mạnh. Thì lúc này mình thấy là khách hàng của mình chỉ cứ yêu cầu mình một việc duy nhất là tính tiền để cho chị thanh toán tiền. Để chị chuyển tiền cho em. Thì Liên chia sẻ với cả nhà cái phần này bởi vì là Liên đã được biết rất là nhiều về hạt giống và tiền bạc. Khi bạn gieo cái hạt gì, bạn sẽ đón nhận cái hạt đó. Và điển hình là nhà mình hay thấy nghe người ta nói là cho đi sẽ được nhận lại, đúng không cả nhà? Mình biết vậy đó. Nhưng mà cho như thế nào? Giống như là mình đi ra ngoài mình cho từ thiện đó cả nhà. Mình cho á, cho từ thiện nó là con dao hai lưỡi. Nếu mà mình cho đúng, mình cho người ta phương pháp đúng, mình cho người ta cái cách để mà người ta kiếm được tiền, để người ta tự sống được về sau, thì đó là cho đúng. Còn mà mình cho nhiều lần quá, khiến cho họ cảm thấy lười biếng, họ ý lại vào cái phần đó, khiến cho họ tụt lùi đi, thì đó là
gieo cái hạt mầm nó không có tốt, thì khi đó là nó sẽ tạo ra cho mình hạt, khi mà hạt nở cả nhà, nó cũng sẽ có hai kết quả. Hạt nở nghĩa là nếu như mình thí dụ mình cho người ta một phương pháp để người ta kiếm một tiền, là cứ mỗi lần người ta kiếm một tiền thì giống như cái hạt mầm mình gieo nó đã nở, thì khi đó là mình cũng cái hạt mình gieo nó nở, thì bắt đầu lúc này mình tiền nó cũng sẽ đến với mình một cách rất là thoải mái. Còn khi mình cho người ta xong, sau đó là người ta ỷ lại, người ta không phát triển mà sau đó người ta còn nghèo hơn á, thì cái hạt mầm của mình giống như là không có nở cả nhà. Đó, đây là một cái mà sau khi mà Liên áp dụng theo, thì bây giờ Liên đi học nhiều khóa phát triển bản thân, các thầy cô hay nói với tụi Liên rằng là hãy biết cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời bằng cái việc là mình hãy cho đi khi mà mình được nhiều hơn người khác, hoặc là mình được nhận sự may mắn nhiều hơn người khác. Thì hiện nay á, là Liên vừa áp dụng cái cách là bản thân Liên sẽ tưởng tượng nhiều hơn về cái kết quả mà khi mình nhận được cái khoản tiền đó mình sẽ như thế nào. Và cái thứ hai á, là Liên tích cực, Liên tham gia các hoạt động thiện nguyện á cả nhà, để Liên cho đi theo nhiều cách, ít hay nhiều gì mình chỉ biết cái tâm của mình lúc đó là mình khởi sự cho đi, và mình cũng không mong cầu gì hết, mình chỉ là cho đi để mong là giúp được cho một mảnh đời nào đó. Thì Liên cảm thấy rằng là từ hồi mà mình áp dụng mình cho đi nhiều hơn á cả nhà, với lại mình áp dụng cái vấn đề tưởng tượng về tiền bạc như vậy đó, thì cái kết quả là tiền bạc đó, nó không bao giờ từ chối mình. Và điển hình là cái bóp của Liên mà ngày xưa Liên nói Liên toàn là dùng để mà chứa những cái thông tin hoặc là giấy tờ đó, thì giờ dẹp hết giấy tờ đi, chỉ đựng tiền thôi cả nhà. Và quả thiệt là từ lúc mình làm cho cái bóp của mình nó thông thoáng, thì người ta có người thầy nói là bóp mà mình thông thoáng thì cái dòng tiền nó đi, nó trở về với mình rất là tốt. Và Liên để ý là cái bóp đi không bao giờ thiếu tiền, thật sự là như vậy. Và một cái nữa cả nhà, là trước đây á, khi mà ai cho tiền Liên hoặc cho Liên cái gì, Liên rất là ít khi nhận. Thì hồi đó người thầy của Liên mới nói rằng là khi mà ai cho cái gì thì mình hoan hỷ mình nhận, rồi sau đó mình sẽ hoan hỷ mình cho đi người khác cái gì, nó sẽ tạo ra được cái dòng chảy về tiền bạc đó cả nhà. Thì khi đó là bắt đầu Liên mới hiểu ra là khi mà người ta cho mình cái gì mình cũng nhận để giúp cho cái dòng chảy tiền bạc của họ suôn sẻ, thì đến lúc đó tiền bạc sẽ đến với họ nhiều hơn. Và Liên áp dụng cái cách này khi mà Liên cho mẹ Liên tiền á, mẹ Liên cứ kêu thôi không nhận đâu. Thế là bắt đầu Liên nói mẹ đừng ngăn chặn dòng chảy tiền bạc của con. Đó. Thì từ khi mà Liên áp dụng những cái thứ mà Liên được biết và Liên học từ trong cuốn sách này, thì Liên thấy là mình không thiếu tiền. Cả nhà, mình không cảm thấy thiếu tiền bao giờ cả. Mặc dù là có những cái khó khăn đến với mình, nhưng mà nó sẽ được giải quyết theo cách này hoặc cách khác, giống như là tác giả đã nói ở trong cuốn sách này đó cả nhà. Ok, đây là chia sẻ của Liên. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chị Liên rất nhiều. Buổi sáng nay tuyệt vời không mọi người? Trang chia sẻ với mọi người 2 phút về điều này. Chị Liên là người mà truyền cảm hứng cho Trang về cái cảm xúc với tiền bạc ấy. Truyền cảm hứng như thế này này. Tại vì cuốn sách này đã được bọn mình đọc cách đây khoảng 2 năm rồi. Và khi mà đọc lần đầu tiên là mình bị đơ, bị chai mà. Cho nên là nghe Liên ấy, lúc nào cũng, tức là cũng với cái nhiệt huyết như hôm nay này, kể rất là nhanh, âm thanh rất là cuốn hút, và cái từ tiền ấy, nó lặp lại quá nhiều lần. Và lúc đó mình có một cái cảm giác như này, không biết hôm nay có ai có cảm giác như vậy như mình cách đây 2 năm không? Sao cái chị này cứ mở miệng ra mà tiền quá trời tiền vậy trời? Tức là cái cảm xúc về tiền bạc với của mình ấy, nó bị bệnh nặng đến mức độ mà nghe ai nói về tiền nhiều quá là thấy nó có gì đấy mà nó cảm thấy nó không được vui lắm. Tức là cái gì cũng rất là tiền nhiều quá. Nói đến tiền nhiều là không có thích. Không biết có ai bị như mình nặng cỡ đó luôn á. Thế thì khi mà Trang tiếp xúc, sau khi Trang chữa được cái bệnh đó rồi, Trang thấy là nếu như mình không có cảm xúc tích cực với tiền bạc, mà khi nhắc tới tiền mình không thích nghe, mình nghe cái gì cũng tiền, sao mà thấy lợi ích, sao mà thấy vật chất nhiều quá, thì mình lúc đấy mình chỉ có thắc mắc là tại sao chị Liên chị nói tới tiền chị lại mắt chị lại mở to ra, chị lại
cơ mặt chị giãn ra và chị rất là hứng khởi như này. Tại sao mình không có được điều đấy nhỉ? Tại sao chị nhắc tới tiền mà chị vui vậy ta? Sao mình không vui được như vậy nhỉ? Làm sao để mình vui được như bà ấy nhỉ? Thế thì sau đấy, sau khi mà mình làm được như chị Liên rồi ấy, thì mình mới phát hiện ra là cái này, đó là nó là gọi là cái bệnh nhé, bệnh về về tâm lý, về tiền bạc, là mình đã bị gieo từ ngày mình còn nhỏ. Mình nghe nhiều thông tin về tiền bạc, nói tới tiền là thấy khó khăn này, nói tới tiền là thiếu thốn này, nói tới tiền là mất mát này. Cho mình gắn cái cảm xúc tiêu cực với tiền nhiều quá. Và Trăng gặp một người chị làm cùng với hệ thống, nhưng chị bây giờ chị chỉ là cái người mà thỉnh thoảng bán hàng thôi. Chị có một cái cuộc sống cực kỳ khó khăn đến mức độ là chị có 2 đứa con nhưng chị không nuôi nổi. Chị phải gửi gắm cho người khác nuôi. Nhà không có để ở, phải đi ở nhờ. Ngoài ra thì nợ 3 cái thẻ tín dụng, banh nóc là 3 cái thẻ đó là nợ chồng nợ. Và cứ nợ nợ cả xã hội đen, nợ cả thẻ tín dụng, nợ cả ngân hàng, nợ cả người thân. Nói chung là nhìn thấy chị là một cái chữ nợ to đùng ở trên mặt. Và nợ đến mức độ mất kiểm soát cuộc sống. Và bây giờ đi làm công việc thì chỉ có là làm và trả tiền lãi, làm trả lãi, và cứ cái tiền gốc đó nó đẻ ra lãi, và cuộc đời cứ xoay vòng. Trang mới hỏi là thế tổng số nợ của chị hiện nay là bao nhiêu? Chị bảo lên tới khoảng 600-700. Và với 600-700 đó đi làm một cái công việc, làm công ăn lương, làm một cái công việc bình thường thì chỉ đủ, chưa đủ để đóng lãi, thì nó cứ đẻ ra như vậy. Thì Trang mới hỏi một cái câu, gần đây Trang hỏi chị một cái câu là chị nghĩ như thế nào về tiền, chị cảm nhận như thế nào khi em nói chuyện với chị về tiền, và khi chị tiêu tiền thì chị cảm thấy thế nào. Khi mình đã được học rồi thì mình quay lại mình hỏi thì mình mới nhận ra được, mình bắt bệnh như người ta. Thì chị nói như vậy này, chị xem nhẹ đồng tiền đó. Cái câu y chang như vậy là chị cảm thấy tiền bạc nó không là cái gì hết á. Chị thấy là chị quý trọng cái con người người ta tới với mình, hay là mình đối với người ta làm sao, chứ còn tiền bạc á, đối với chị thấy nó không là cái gì hết, xem nhẹ lắm. Có ai giống thế không ạ? Có ai mà có cảm nhận là nghe tới đây và có cảm nhận là thấy nó ai đó gần mình giống thế và họ đang khó khăn về tiền bạc không? Và chính cái suy nghĩ của chị là tiền bạc là cội nguồn của mọi sự rắc rối và coi nhẹ tiền bạc, không thích nói chuyện về tiền bạc. Và tất cả những cái đồng tiền mà chị có được, chị nhận được, chị cho đi, tức là cái cách chị nói với mình ấy nhỉ, là tất cả những cái số tiền mà chị có, chị không quan trọng cho cái bản thân chị, mà chị cho đi, chị không cần suy nghĩ gì hết á. Chị cho đi. nghe phiêu mà. Tất cả những cái số tiền mà chị nhận được, bây giờ kể cả chị nói mình nhỉ, bây giờ kể cả chị trúng số, chị có khoảng 2 tỷ đi chăng nữa, chị trả nợ trả nần xong, tất cả những cái số tiền chị có được, chị cho tất cả mọi người, cho hết, chị cũng không tiếc. Bởi vì đối với chị, tiền bạc nó không là cái gì hết. Thế thì mình mới thấy là trời ơi, biết bao nhiêu con người có suy nghĩ giống như cái chị này. Và hầu hết người nghèo đều có suy nghĩ như chị này. Đó là gì? Tiền nó đến với mình, nó khó, mà nó đi thì dễ quá. Khi tiền đến, kiếm ra đối với người nghèo đã khó rồi. Mà khi đi, nó đi khỏi túi, nó nhanh quá. Bởi vì sao? Trong đầu đã xác định là gì? Tiền bạc với chị nó không là cái gì hết đấy. Trời ơi, cái câu này nó xoáy vào trong cái suy nghĩ của Trang. Tiền bạc với chị nó không là cái gì. Tình cảm nó mới là chính. Chị quan trọng về tình cảm, tình người. Còn chị không quan trọng về tiền bạc. Trời ơi, tiền bạc nó là phương tiện. Nó là cái để nhân lên, nếu mình tốt một thì nó nhân lên cho mình, nó làm, nó tô đậm cho mình cái tính cách của mình. Mà nói tiền bạc không là cái gì hết á. Thì cuối cùng kết quả chị nhận được là đúng, nó không là cái gì hết. Cho nên chị chẳng bao giờ có cái gì.
chị không có được một cái gì hết, thậm chí chị âm đến số hàng hàng trăm triệu đồng. Cho nên là từ ngày hôm nay mà chúng ta nghe ai nói là tiền bạc với chị không là cái gì hết á, hoặc là khi mình bị mất tiền á, hay là khi mà mình bỏ tiền ra một cách vung vãi, mình trong đầu mình nghĩ là tiền bạc không là cái gì hết á, hoặc là khi mà mình nhận được tiền lương từ công ty, mình nhận được món quà nào từ ai, người ta ví dụ như tặng một cuốn sách, tặng một bộ quần áo, người ta có sản xuất ra được không ạ? Người ta phải đi mua, và cái số tiền đó người ta phải bỏ ra vì người ta yêu quý mình, người ta bỏ ra người ta cho mình. Thế thì khi mình có được cái điều đấy, công ty thì sao ạ? Phải rất nhiều hoạt động để duy trì công việc kinh doanh, mới có công việc cho mình làm. Mới hệ thống phải như thế nào, hệ thống đi bếp phải nỗ lực rất nhiều để có dâm cho chúng ta sinh hoạt, đúng không ạ, để cho chúng ta phát triển. Thì tất cả những cái điều đấy, nếu như chúng ta không cảm nhận được là chúng ta được nhận giá trị để chúng ta tăng cái tiền bạc, chúng ta tăng giá trị của chúng ta lên, thì chúng ta không thể nào thu hút được những cái năng lượng, những cái nguồn lực nhiều về với mình, và tiền bạc nó không sinh sôi được. Mặc dù cùng là được nhận, nhưng cái cách chúng ta đón nhận và cách chúng ta hình dung về tiền bạc, cách chúng ta định nghĩa về tiền bạc là tiền bạc với tôi rất quan trọng. Tiền sẽ giúp cho tôi có phương tiện để tôi đạt được mục đích của cuộc sống. Tôi rất là yêu tiền. So với một người là tiền bạc với chị không là cái gì hết á, thì kết quả của hai người này thì mọi người đã biết rồi. Cho nên hãy cẩn trọng với tâm trí của mình. Mỗi khi mình nghĩ cái gì, mỗi khi mình nói cái gì, hoặc những người xung quanh nói với mình cái gì, thì mình phải cẩn trọng là mình cho cái gì vào đầu và mình luyện cho mình cái gì. Ok, ngày hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây, và xin hết kết bằng cái câu chuyện đó là tiền bạc với chị nó không là cái gì hết, và cuối cùng là âm gần 1 tỷ đồng, khủng khiếp luôn. Và con số đấy nó đẻ ra khoảng 1 tỷ đồng thì rất nhanh mọi người. Và còm cõi đi làm đau đớn là đi làm và chỉ trả không đủ lãi, và con mình phải gửi cho người khác nuôi, nhà mình không có nhà để ở, mà vẫn tiền bạc với chị nó không là cái gì hết, thì không biết là cái gì nó mới là có ý nghĩa với mình đây. Ok mọi người, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bây giờ mọi người có thể mở mic ra để chúng ta nói lời cảm ơn và chào tạm biệt nhau nhé. À, cuối cùng là hôm nay bài học này là mọi người